Ba đồng một mớ trầu cây. Tác giả Trần Kiều. Cô Lụa ngồi trước ghế ba má, không ngừng van xin. Má ơi, ba, con hứa với ba má sẽ đi làm để trả nợ mà. Con xin ba má đừng có ép gả con cho ông Hai Phú, nếu không con sẽ chết đó. Ba má Lụa không nói gì, nước mắt cũng chảy dài trên đôi gò má. Ba Lụa lắc đầu rồi đi ra sau nhà, tay đập vào tường, nơi bờ tường đã có nhiều vết nứt. Lụa à, con thương ba má, cho ba má nhờ đi con. Nếu không sang làm vợ lẽ cho ông Hai, có khi ông ấy lấy luôn cái nhà của mình không biết chừng đó. Nhà mình bây giờ cũng còn có cái gì đâu nữa hả con? Không má ơi, lấy ông Hai, con có khi chết ở bên đó lúc nào không biết nữa. Đâu phải ba má không biết, ổng lấy vợ lẽ đâu chỉ để làm vợ không đâu. Con nghe nói ông ta bán luôn cô vợ ba rồi. Bây giờ cô ấy thế nào không ai biết chừng được nữa. Nhưng còn cách nào khác đâu con. Má Lụa tuyệt vọng ngã gục xuống đất, tay bà run run sờ lên má đứa con gái duy nhất của gia đình bà. Vậy mà bà còn đem đi như công cụ trả nợ. Nhưng mọi việc đến nước này đâu thể làm gì khác được. Bà cũng thương xót cho con, thương con đi làm phận vợ lẽ. Nhưng con nhất định sẽ cố gắng trả nợ mà. Chỉ cần trả được nợ là được phải không má? Con sẽ đi mượn, đi vay, sau đó con trả cho nhà ông Hai. Nhưng con biết mượn ai, vay ai, mẹ biết con buồn. Nhưng bây giờ cả cái làng này, ai cũng khổ, ai cũng đi vay mượn về mà làm. Đều từ nhà của ông Hai hết đó, con mượn được ai bây giờ? Con, đừng có khóc nữa mà con. Má Lụa ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lên lưng, nhẹ nhẹ an ủi. Nước mắt của bà chảy xuống mặt rồi lại lăn xuống áo con. Lụa cảm nhận được. Lụa là cô gái trẻ xinh đẹp ở cái làng chợ nổi. Mấy năm trước làng còn nghèo, buôn bán chưa có được tấp nập. Bây giờ cuộc sống ít nhiều cũng đã có sự thay đổi, khấm khá hơn. Mọi người cũng thường xuyên mua bán. Lụa thường hay bán trái cây ở đó. Sáng sớm tinh mơ đã thấy Lụa ra ngoài khiêng những xô hàng đầy ắp, bàn tay thon thoát xếp lên chiếc ghe được buộc sẵn gần bờ. Lụa bán hàng đắt khách lắm, không chỉ nhờ khả năng nói chuyện khéo léo mà Lụa còn có giọng hát hay, thật sự mê đắm lòng người. Người nào đi chợ nổi vào buổi sáng đi qua ghe của Lụa đều dừng lại nghe rồi mua hàng của cô. Cũng vì vậy mà từ đó Lụa bị ông Hai ngắm trúng. Một buổi sáng, Lụa vẫn làm việc như hằng ngày. Cô vừa lau trái cây xếp trên xuồng, vừa cất tiếng hát. Vừa hát, Lụa nghĩ đến câu chuyện tình ẩn sau lời bài hát này. Cô bất giác mỉm cười. Nụ cười đó đã rơi vào tầm mắt của ông Hai. Vừa hay ông cũng đang ở trên chiếc xuồng gần đó. Ông nhìn Lụa một hồi, chỉ tay về phía Lụa, rồi hỏi thằng làm ở bên cạnh mình. Còn bé đó là con của nhà ai? Thằng Hầu suy nghĩ một lát như nhớ được rồi lại không. Sau đó nó lắc đầu. Con cũng không biết nữa ông à. Mày biết việc của mày là làm cái gì chưa? Ông Hai quay sang nhìn Lụa một hồi lâu, tay day day trán như suy nghĩ cái điều gì đó, mắt nhìn chăm chú khó hiểu. À, hình như đó là cái Lụa con nhà ông bà Tư làng bên, nghe nói nó vừa xinh đẹp hát lại hay nữa đó ông. Tao cần mày nói nữa hả? Cũng nên đến công chuyện của ông rồi đó. Nó gãi đầu rồi lại chép chép cái miệng. Con hiểu rồi. Ông Hai Phú là người giàu nhất ở cái xứ này. Ông có đến mấy cái xưởng làm ăn buôn bán, chưa kể đến ruộng đất cho thuê. Hôm nay nghe người trong làng nói, ông Hai cưới thêm vợ mới, mà cô này còn trẻ hơn cả cô trước, xinh hơn cả vợ trước. Đó như đã trở thành cái thú vui của ông Hai từ lâu rồi. Cứ hễ nhìn trúng ai xinh đẹp, ông liền muốn có cho bằng được. Bằng những cách nào thì không ai biết, nhưng ai mà ông đã nhìn trúng nhất định sẽ trở thành vợ của ông.
Gia đình nhà ông bà Tư nợ ông hai tổng cộng gần 3 đồng. 3 đồng từ hồi má ông Tư còn sống, đến tuổi thành gia lập thất, ba má ông Tư mượn của gia đình ông hai 10 đồng bạc, đã trả hơn được 7 đồng, đến bây giờ còn 3 đồng. Nhưng giống dĩ ba của ông hai đã cho qua số tiền đó, coi như tạo phúc cho người. Nhưng hơn 30 năm trôi qua, số tiền đó bị đào lên bởi ông hai muốn lấy lụa con của ông bà Tư. Sáng sớm, ông hai cùng với thằng Hậu và mấy người làm nữa qua tới nhà của ông Tư. Cái lụa đã ra ghe từ sớm cùng với má Tư, chỉ còn ông Tư ở nhà. Ông ngồi nói chuyện với mấy người chòm xóm. Thấy ông hai đi vào nhà mình, ông vội đứng dậy chạy ra ngoài. Dạ, ông hai Phú, ông đến đây có chuyện gì vậy? Ông hai không thèm để ý đến câu hỏi của ông Tư, chỉ xăm xăm nhìn vào nhà. Ngó ngược rồi lại ngó xuôi. Thằng Hầu biết ông đang tìm kiếm cái gì, nó thì thầm vào tai của ông. Ông chủ, lão Tư đang nói chuyện với ông kìa. Nói xong, ông hai mới để ý, nhìn vào cái dáng vẻ gầy gò của ông Tư trên bộ quần áo sớm đã sờn dai rồi cau mày. Ông ra hiệu cho đám người hầu. Chúng đưa đến trước mặt ông Tư một thùng gỗ kín đóng nắp, không biết bên trong chứa đựng cái gì. Ông hai, đây là... Mở ra coi đi. Ông hai lên tiếng, rõ ràng là đang khinh miệt người trước mặt. Nhưng vì cái thứ ông muốn, ông nhất định phải làm. Ông Tư còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng Hầu bên cạnh ông hai đã thay ông mở nắp, đưa ra trước mắt của ông. Một thùng gỗ chứa rất nhiều tiền. Ông Tư ngập ngừng. Đây là... Ông hai, không biết chúng tôi đã làm cái gì không phải với ông, xin ông cứ nói. Rõ ràng ông Tư còn hơn ông hai này mấy tuổi, nhưng vẫn phải cung kính khi nói chuyện. Không có tội tình gì cả, chỉ là biếu ông chút quà thôi. Một chút quà, trời ơi, chúng tôi nào dám nhận của ông chứ? Nói nhận thì nhận đi. Ông hai gằn giọng, cái giọng ồm ồm lại có chút già đời, lão luyện. Nghe nói nhà của ông có đứa con gái tên Lụa, không biết cổ có đi đâu rồi vậy? Thằng Hầu lên tiếng thay cho ông chủ của mình. Nó là thằng thân cận nhất ở bên ông hai. Ở bên ông hai cũng đã hơn chục năm rồi. Cái tính tình của nó thật thà, nhiều khi hay ngốc nghếch, nói chuyện thẳng thắn. Vậy mà lại hợp với ông hai. Ông cho nó bên cạnh của mình. Cũng bởi lẽ nó cái gì cũng biết. Những cái không biết thì tìm hiểu nhanh không ai bằng. Vì vậy mà không tới chục năm, ông hai đã có thêm đến 5 người vợ lẽ, vừa xinh đẹp lại dịu hiền trẻ trung, không nhất thì cũng nhì từ cái xóm trên đến xóm dưới. À, cái lụa nhà tôi á hả, nó đi ra bán hàng từ sớm rồi, không biết ông tìm nó có chuyện gì. Nghe đến cái lụa, ông hai liền sáng bừng hai mắt, nhìn ông Tư. Đúng là có chuyện đó. Nói xong, ngay lập tức đi vào trong nhà của ông Tư. Ông giống cũng chỉ muốn nói chuyện cho phải lẽ lịch sự. Cũng là vì trước đây ba má của ông hai bỏ qua tiền nợ của gia đình, mà thực sự không ngờ tới ông hai đi vào nhà mình thật. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ vô cùng. Ông hai tự nhiên ngồi lên ghế mà thằng Hầu đã lau sẵn, rót miếng trà uống vào miệng. Ông Tư lại không dám hỏi han cái gì nhiều, mà nói thực ra là vì ông hai cũng không có muốn nói chuyện với mình, nên ông kiếm đại một cớ đi ra ngoài. Đến tầm gần trưa, khi cái nắng bắt đầu rát hơn mới thấy cái lụa trở về. Cô dắt bên eo mình cái rổ đựng một vài thứ trái cây thừa, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. Thấy trong nhà có người, cô nghĩ ba mình còn ở đó, liền đi vào cầm theo số trái cây định đặt lên bàn. Ba, hôm nay con đem về. Giọng lụa ngập ngừng ngưng lại, cô ngạc nhiên dừng lại bên cửa. Ông đây là... Thấy lụa trở về, ông hai liền đứng lên khỏi ghế, đôi mắt già nua nhìn thật kỹ cô gái này, đúng là rất xinh, rất trẻ, rất phù hợp với ông. Thấy một người lạ mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình, lụa có chút không tự nhiên, lại nhìn bên cạnh ông có người hầu đi theo, xem chừng cũng không phải là một người bình thường. Đây là ông hai Phú, cô có biết ông hai không? Ông hai Phú? Lụa nghĩ một chút rồi mỉm cười. À, tôi nhớ rồi,
đây có phải là ông Hai Phú ở làng bên kia đúng không? Đúng vậy. Ông Hai cười, biết cô nhận ra mình. Trong lòng có ông mừng lắm, lại vừa hưng phấn. Ông đi lại gần phía lụa, đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của lụa một lần nữa. Tên của em là Lụa, đúng không? Dạ, con tên Lụa. Lụa cười, ông Hai lại cau mày. Ông không thích vợ sắp cưới của mình xưng con. Sao lại là con? Thật là không biết ý tứ gì hết. Ông Hai đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Lụa một cái. Lụa giật mình, theo phản xạ liền đứng ra xa. Coi kìa, thẹn thùng cũng đẹp nữa. Ông vừa nói vừa cười, thằng Hầu cũng đứng cười theo. Cái điệu cười nham nhở của bọn họ thật sự khiến Lụa ghê tởm. Cô cau mày, rõ ràng là đang không có hài lòng. Nếu không có chuyện gì, con xin phép ra ngoài trước. Nói xong, Lụa quay phát người đi ra ngoài. Không biết ai lại đưa hai con người này đi vào nhà cô. Ba cô cũng không biết đi đâu rồi. Vừa ra đến cửa, Lụa thấy mấy người đứng đó đang nói chuyện. Cô đi lại định hỏi thì nghe họ nói. Nghe nói ông Hai làng ở bên ngắm trúng cái lụa nhà ông bà Tư rồi. Nói không chừng lại cưới nó. Khổ, con bé hiếu thuận hết sức vậy đó. Bà Tám à, bà nói cái gì vậy? Ai nói con sẽ cưới ông Hai? Bà Tám giật mình. Vừa nói đến liền có mặt. Bà đi lại phía Lụa cùng với một người nữa. Ta không phải định nói gì mày, nhưng ông Hai vừa đem đến một hũ tiền đưa cho ông Tư rồi đó. Vậy ba con đâu rồi? Lụa hoảng hốt, lời nói cũng bắt đầu có chút gấp gáp. Nếu đây là sự thật, cô chấp nhận không nổi đâu. Ba mày á, sao bà biết được? Bà Tám cười trừ. Bà cũng nghe mọi người nói vậy, chứ đâu có được chứng kiến tận mắt. Bây giờ không phải ông Hai vẫn đang ở trong nhà bà Tư đó sao? Chưa biết chừng lại thành thật đó. Không chờ bà Tám nói xong, Lụa đã quay đi. Cái giá trái cây vẫn vác ở trên eo, bước chân gấp gáp. Cô muốn tìm ba má hỏi cho rõ. Nếu lời của mọi người nói là thật, cô sẽ không bao giờ lấy ông Hai. Đến giữa trưa thì ông Tư trở về mới ra đến cổng. Lụa đã từ đâu đi ra, ngay lập tức hỏi ba của mình. Có phải ba nhận tiền của ông Hai rồi không? Ông Tư ngạc nhiên rồi lại sững sờ cả người. Đúng là ông Hai có đưa cho ba, nhưng ba vẫn để đó có nhận đâu. Nghe ông Tư nói xong, Lụa mới thở phào một hơi. Cô biết rõ tính ba má của mình. Họ thương cô như vậy, làm sao có thể gả cô cho một lão già lại còn đổ đốn như ông ta. Nhưng hôm nay ông Hai tự nhiên tới lại hỏi ba về con. Không biết chừng con nhất định không có lấy ông Hai đâu. Cho dù có ép gả con cũng không có gả đâu. Ông Tư gật gật đầu, ông cũng không muốn, dù sao gia đình của ông cũng có nguyên tắc, cũng không phải người dễ dàng như vậy. Đúng lúc không thấy Lụa trở về, ông Hai cùng đám người làm đi ra ngoài cổng, nghe được màn đối thoại của hai cha con, ông tức lắm, mặt đỏ bầm hết cả lên như người say rượu. Những nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, quát thằng Hầu bên cạnh. Đi về thôi, làm cái gì mà chậm chạp vậy? Tiếng của ông Hai còn làm cả Lụa và ông Tư giật mình. Lụa đứng khép nép đằng sau ba, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Ông Tư cũng cúi đầu, chờ cho đến khi ông Hai đi qua, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng mọi chuyện cũng từ đó mà kết thúc, cuộc sống của gia đình ông Tư sẽ trở về bình thường. Cho đến một ngày, đang bán hàng trên xuồng, người ta bỗng nhìn thấy Lụa hớt hải chạy về, đến cái xuồng cũng không có kịp buộc lại. Lụa nhờ bà Năm gần đó giúp mình, rồi không nói gì một mạch chạy về hướng nhà. Đúng là lớn chuyện rồi. Ông Hai nào có dễ dàng bỏ qua cho Lụa như vậy, vì cô chính là người mà ông nhắm trúng. Gió và nắng tạt vào đôi mắt Lụa cay xè. Cô thật sự không ngờ đến nỗi sẽ có ngày này. Nghe mọi người nói, ông Hai lại đến nhà có ông bà Tư làm ầm lên, đòi cho bằng được tiền cả gốc lẫn lời sớm đã được bỏ qua hơn 30 năm nay. 30 năm không biết lãi như thế nào, nhưng chắc chắn số tiền không hề nhỏ. Gần 30 đồng, kể từ ngày cuối cùng ông trả được 7 đồng, đến nay hơn 30 năm,
tôi đến thu cả 3 đồng đó và số tiền lãi trong 30 năm qua. Ông hai, sao ông lại không có nói lý lẽ như vậy? Không phải tiền đã được ba của ông cho qua rồi sao? Ba của tôi à? Ông hai lắc đầu, tay quơ quơ trước mặt không có đồng ý. Đó là ba của tôi, còn tôi, mấy ngày trước tra sổ nợ, thấy tên của ông vẫn chưa có gạch khỏi sổ. Nếu bỏ qua, chắc chắn không còn tên của ông nữa. Thằng Hầu đâu? Đưa cho ông Tư coi. Thằng Hầu khập khỉnh đi lại, tay cầm quyển sổ để trước mặt bàn nhà ông Tư. Đây chính là lý lẽ, ông có gì muốn thắc mắc nữa? Ông Tư tay run run cầm quyển sổ, đúng là tên ông còn chưa được gạch. Từ ngày mà ông và ba má tới trả 7 đồng kia, đúng là trò cười. Tôi, nếu không còn gì trăn trối, tôi sẽ tính tổng cái số tiền ông phải trả hiện tại, không còn là 3 đồng nữa, mà số tiền là 400 đồng bạc. 400 đồng. Ông Tư hoảng hốt, mọi người đứng xem cũng giật mình. 400 đồng bạc, không phải tìm một cách chèn ép người khác chết hay sao? Đúng vậy. Ba, sao ba lại phải chịu thiệt như vậy chứ? Lụa đi về từ bên ngoài hét lên, trên trán cô còn lấm tấm mồ hôi. Cái áo sờn bạc bay trong gió, thoang thoảng mùi vị của sông nước. Ông hai, ông không thể vô lý như vậy được. Trước đây, ba má ông đã đồng ý không có nhận về số tiền này. Nếu ông thật sự cần, tôi sẽ ngay lập tức trả lại cho ông 3 đồng bạc. Còn 400 đồng bạc, không bao giờ có chuyện trả cho ông đâu. Cô lên giọng, chắc chắn không để gia đình mình chịu ấm ức. Ánh mắt của cô sắc sảo, nhìn thẳng vào ánh mắt của ông hai và cả đám người chỉ biết hạch sách kẻ khác. Muốn lý lẽ thì đã có giấy tờ từ trước. Lụa còn muốn như thế nào nữa? Ông hai được thằng Hầu đỡ đi ra ngoài cửa. Ánh mắt ông cứ chằm chằm nhìn vào Lụa. Ông như vậy là đang cố tình làm khó con rồi đó. Nào có đâu. Nếu em chịu về làm vợ của tôi, mọi thứ sẽ dễ giải quyết mà. Ông... Mọi người đứng bên cạnh thì thào. Đúng là ông hai đã nhìn trúng cái Lụa rồi. Giờ thì muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi được. Ông hai, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Con bé nó còn nhỏ tuổi, chưa có hiểu gì đâu. Ba của Lụa kéo cô đi ra phía sau nhà. Lụa vẫn cứng ngắc không có chịu nghe lời. Mặc kệ ba kéo, cô lấy ra trong túi 3 đồng bạc. Đây là 3 đồng bạc, giống dĩ nó đã được bỏ qua. Nhưng ông cứ muốn như vậy thì con trả lại cho ông. Lụa đặt 3 đồng bạc xuống bàn uống nước. Nhìn ông hai vô cùng tức giận. Cô gằn giọng. Giọng của cô lạnh hẳn đi, nói rõ ràng từng chữ một. Còn chuyện con về làm vợ của ông là không bao giờ. Nói xong, Lụa liền quay người đi ra ngoài. Những bước đi chưa được mấy bước, cô bỗng nhiên dừng lại bởi lời nói của ông hai. Tôi hiểu. Tôi không thiếu gì 3 đồng bạc này. Nếu mấy người nhất định không chịu nghe lời, vậy thì cứ theo cái lý lẽ mà các người muốn đi. Ông hai đặt tờ giấy vào tay thằng Hầu ra lệnh cho nó. Đưa tờ giấy này đến người cần đưa đi. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt à. Hốc mắt của Lụa đỏ ửng. Cô nhìn ba má, rồi lại nhìn lại chính mình. Đúng là về lý, cô không cãi lại được. Ba má Lụa đã không biết phải làm sao, đứng sững sờ một hồi lâu. Má Lụa bỗng cầm lấy cổ tay của ông Tư lắc nhẹ. Họ không thể nào có thể đối đầu với một người như ông hai. Nếu không thì cũng không biết hậu quả nó như thế nào. Trong màn đêm tối, Lụa một mình đi giữa đường lớn. Cơn gió lạnh phả vào cái áo bà ba mỏng manh. Lụa rơm rớm nước mắt. Cô hậm hực trong lòng. Chỉ vì 3 đồng bạc vậy mà đã thành 400 đồng. 400 đồng, số tiền như vậy cô làm thuê cả đời cũng chưa chắc có được. Lụa buồn bực ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào một gốc cây bên vệ đường. Lụa, con thương ba má, con cho ba má nhờ. Nếu không qua làm vợ lẽ của ông hai Phú, có khi ông ấy lấy luôn cái nhà của mình không biết chừng đó. Lụa nghĩ đến mà thương cho ba má. Ba má cô cũng khổ cả đời, nửa đời còn lại tưởng chừng sẽ được an nhiên một chút. Vậy mà
nếu cô đưa ra quyết định là không, thì ba má sẽ ra sao? Còn nếu đưa ra quyết định là có, vậy cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Và rồi... Ngày cưới, Lụa được nhà ông Hai Phú đem đến cho một bộ quần áo lụa màu hồng nhạt. Cô mặc nó trên mình, nước mắt cũng không còn rơi. Cô chỉ hy vọng quyết định này của mình là đúng đắn. Ba đồng bạc đổi lấy một người vợ, ba đồng bạc đổi lấy một cuộc đời sau này. Má Lụa đứng chải đầu cho cô, bà khóc cũng rất nhiều. Để con gái lấy một kẻ đã già, trái tim người làm mẹ cũng đau xót lắm. Lụa, ba má xin lỗi con nhiều lắm. Lụa lắc đầu, đặt bàn tay lên đôi tay chai sần của má. Nó thật thô ráp. Cuộc đời của má cũng đâu có sung sướng hơn con. Là con đồng ý mà, má yên tâm đi, con sẽ không có để mình chịu ấm ức đâu. Bà má thật sự xin lỗi con. Bà biết là tình thế ép buộc, nếu Lụa thật sự là cam tâm tình nguyện, ngay từ đầu Lụa đã không sống chết phản đối. Thấy má khóc, cổ họng của Lụa lại nghẹn đắng, cô mím chặt môi, khóe môi còn đang giật giật. Tiếng kèn tiếng nhạc truyền đến từ phía xa, Lụa đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Lấy vợ lẽ vốn dĩ sẽ không được làm lớn như vậy, nhưng Lụa đã đưa ra yêu cầu với ông Hai. Nếu không, Lụa sẽ không về làm vợ của ông. Cái khao khát muốn chiếm đoạt của ông Hai, dù không muốn linh đình, nhưng để có thể lấy được Lụa, ông còn cãi nhau với vợ cả ở nhà. Chưa biết chừng, khi về làm lẽ, Lụa sẽ phải tiếp tục tranh đấu. Đêm đến, rượu chè đã xong. Lụa ngồi một mình trên giường, hai tay đã bị trói lại. Trên người còn thoang thoảng mùi như nước hoa. Nhìn tấm áo mỏng manh mà người làm vừa bắt cô đi thay sau khi tắm gội sạch sẽ, Lụa bất giác nhếch miệng cười. Sự ti tiện này phải chăng chỉ những người giàu mới có? Sự dâm tà này phải chăng sinh ra để ép buộc người khác? Lụa ngồi nghe thấy tiếng bước chân không có đứng đắn ở bên ngoài, rồi cánh cửa được mở toang. Ông Hai Phú đứng bên cửa. Ông ta cười nham nhở, hai tay xo xo vào nhau rồi lại chép chép cái miệng. Đã già mà còn... Lụa à, ngay từ đầu mà em không có thích gây chuyện bày trò, có phải ông đây sơi em lâu rồi không? Em cứ như vậy làm ông càng thích. Em coi đó, chỉ cần làm vợ ông, số tiền kia lập tức được gạch khỏi sổ. Sao em cứ cố chấp làm gì? Nói xong, ông lại chậm chậm ngồi bên cạnh của Lụa. Bàn tay già nua thô ráp của ông sờ lên gương mặt mịn màng, làn da trắng trẻo lại căng mọng, đúng là tuổi mới lớn. Nhìn cứ mơn mởn, ông thích lắm. Em coi, em xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh ông cho em ăn sung mặc sướng, sao phải phơi cái sự xinh đẹp này ra ngoài kia cho nó nắng gió, ông lại thương. Lụa cũng không muốn đáp lời. Ánh đèn mờ mờ phản chiếu hình ảnh hai người lên tường. Cô không có kháng cự. Cô mệt mỏi rồi. Ông Hai lân la ngồi bên cạnh, sờ má, rồi lại đến sờ xuống người sâu hơn. Lụa sởn gai óc, ánh mắt liếc nhìn hành động dâm tà của ông Hai. Bất giác cô trùng mình, muốn mặc kệ nhưng lại cảm thấy ghê tởm. Cô hét lên. Tránh ra! Lụa la lớn. Lụa muốn trốn thoát khỏi đây, trốn thoát khỏi người này, khỏi cái đám đàn ông ghê tởm này. Em la lớn lên đi, em có biết khi em la lên thú vị đến thế nào không? Ông đây thích kích thích như vậy đó. Nói xong, ông cười, rồi ông giật Lụa xuống giường. Lụa thở dốc, cảm giác lạ lẫm lại ghê tởm bao vây quanh mình. Bất lực nhìn vào hình ảnh lão càng quét ở trên cơ thể, phản chiếu trên tường. Ông ta tháo lớp áo mỏng manh của Lụa, thích chí cười tích mắt, rồi lại đưa tay ra trêu ghẹo. Lụa mở to mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Giọng của cô run rẩy nói rõ từng câu. Ông không tin có ngày tôi giết chết ông sao? Giết tôi à? Nếu như em có thể làm được. Giọng thách thức của ông càng khiến Lụa cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Giết ông ta đâu có dễ dàng như vậy. Cô chỉ là thân con gái,
con nhà không có quyền thế đã đành, bị ép buộc trở thành vợ lẽ, sống yên ổn còn khó, nói gì muốn giết kẻ hại mình. Làm xong việc, lão ta liền lăn ra ngủ. Cái bụng to tướng của lão phỉnh lên, miệng lão há hốc thở hồng hộc, như thể thỏa mãn lắm. Còn lụa, cô đau nhức cả người, mệt mỏi nhưng vẫn cố lết cách xa lão, cách xa cái con người ghê tởm dơ bẩn này. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên tới đỉnh đầu mới thấy ông Hai Phú ra khỏi cửa phòng lụa. Cũng lúc này, lụa mới được tháo trói ở tay. Cả người như thể tan thành trăm ngàn mảnh đau đớn. Nhìn dáng vẻ của lụa, ông Hai Phú thỏa mãn lắm. Ông đi lại sờ lên má lụa, lụa căm phẫn nhìn ông. Ngoan ngoãn ở đây, tối ông lại tới. Lụa dùng hết sức né tránh, rồi ngã gục xuống giường. Nhìn ông ta đi ra khỏi cửa, lụa mới thở phào. Cô bắt đầu khóc. Lụa nhớ ba, nhớ má. Không biết giờ này ba má đang làm cái gì, liệu có đang buồn như lụa không? Chị Lụa, em là người hầu bên cạnh chị, được ông Hai phân phó. Từ nay em sẽ... Tôi không cần. Lụa bất lực nhìn lên trần nhà, giọng nói nhiều phần lơ đãng. Cô gái vội quỳ xuống khóc nức nở. Chị ơi, chị đừng có như vậy, không thì họ đánh em chết đó. Thấy cô gái khóc lóc, Lụa mới đưa mắt nhìn xuống. Hóa ra cô gái này cũng không hơn Lụa là bao, đều bị chèn ép như vậy. Em đứng lên đi. Cô gái nhỏ thôi khóc lóc, chạy lại đỡ lấy người Lụa, giúp Lụa tắm rửa xong xuôi, lại mặc thêm bộ quần áo mới, bộ quần áo của lũ ti tiện nhà giàu. Lụa thẫn người nhìn mình trong gương, trên người còn dương lại những dấu vết ám muội không đứng đắn. Chị Lụa, em nghe mọi người nói là sau khi về làm vợ lẽ nhà này, sáng sớm sẽ đều phải đến bưng trà cho bà hai, bây giờ cũng đã quá giờ rồi, chị có tới... Chị không đi. Lụa dứt khoát. Cô đâu có tình nguyện gả đến đây, cũng đâu có muốn tranh chấp gì với ai, sao phải đi bưng trà rót nước cho kẻ khác. Bây giờ, bà hai là ai, cô còn không biết, nói gì sáng sớm đến thỉnh an. Nhưng lần trước bà ba không có tới đó, bà hai liền sai người bắt bà ấy đến, bà ba cũng trẻ như chị, sau đó bị bà ta đánh đến bầm tím cả người. Ông hai tức giận mà không làm được gì, thấy bà ba không còn được xinh đẹp như trước, ông ta liền bán bà đi đó. Vì vậy em muốn chị đến bưng trà cho bà hai à? Em cũng vì lo cho chị cũng bị như vậy. Lụa cười, cô đứng lên và chỉ tay ra phía trước. Em dẫn chị đi đi. Cô gái nhỏ giật mình, sau đó liền gật đầu dắt tay Lụa cùng đi. Không phải chị không muốn đi hả? Sao lại đồng ý rồi? Lụa đứng thẳng người, trong nhất thời suy nghĩ mình không thể chịu thua như vậy được. Nhưng làm cách nào, Lụa chưa có nghĩ qua, đã bước chân vào dũng bùn này. Vậy thì một là chìm sâu, hai là kiên quyết đứng lên thoát khỏi dũng bùn. Chỉ đơn giản là Lụa muốn sau này, ba má sẽ không phải khổ cực vì mình, và bản thân mình cũng sẽ tự xây dựng được một con đường sống mới. Nhìn em sợ hãi như vậy, chị cũng không có thể để yên, đúng không? Cô em gái nhỏ cười, dáng vẻ vô tư, không có suy nghĩ nhiều, lại khiến cho Lụa cảm thấy đau lòng. Tính ra cô này cũng không kém hơn cô mấy tuổi. Lụa 20, nhỏ này chắc cũng tầm 18. Nhà em ở đâu? Em không có nhà. Ngày nhỏ em bị bỏ rơi ở ngoài đường. Mọi người ở trong làng lụm được. Sau đó không có đủ tiền nuôi thì đưa em về đây. Cũng được 10 năm rồi. 10 năm em ở nhà của ông Hai Phú sao? Cô gái khẽ gật đầu, Lụa nhìn cô và hỏi. Em tên là gì? Dạ, em tên Hạ. Hạ, cái tên cũng thật hay. Nếu như cuộc đời của em mà dễ dàng hơn một chút nữa, có lẽ em cũng không cần phải ở nơi này. Không biết chừng sau em lớn lên, ông Hai lại dòm ngó, vậy không phải lại thêm một người như Lụa sao? Nghĩ đến, Lụa thầm nghĩ sẽ bảo vệ cô gái này. Sau này em cứ đi bên cạnh chị, nếu có chuyện gì báo lại cho chị, nếu chị có thể thì nhất định sẽ giúp cho em. Hạ mở lớn mắt, gương mặt xinh đẹp hào hứng lại vô cùng thích thú.
Cô mở miệng định nói gì nhưng sau đó lại thôi. Em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói ra đi. Em... Hạ nhìn Lụa rồi lại nhìn xung quanh. Thực ra Hạ cũng muốn đi khỏi đây nhưng không được. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi cái khu chứa toàn là người làm công cho nhà ông hai. May mắn được người quen xếp chỗ cho đi theo chị Lụa, Hạ mới có thể đứng ở đây. Ở đây có rất nhiều chuyện chị không có biết được đâu. Để sau có cơ hội em sẽ kể lại cho chị nghe. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu rồi. Vậy mà có người bây giờ mới chịu dậy đó ha. Hạ vừa mới nói xong, phía xa lại truyền đến giọng nói lãnh lót như đang châm chọc. Lụa và Hạ cùng nhìn về phía người nói, thấy một bà cô cũng đã có tuổi. Bộ đồ lụa trên người sang trọng đáng giá đến mấy trăm đồng bạc mà Lụa hay thấy ngoài chợ. Cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là bà hai, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Chị Lụa, đó là bà hai đó. Hạ thì thầm vào tai của Lụa. Đúng như Lụa nghĩ, cô mỉm cười buông tay ra khỏi tầm đỡ của Hạ, tự mình bước lên phía trước. Em chào bà hai, em là Lụa, người mới đến đây. Lụa cung kính, đôi chân còn đau nhức nhưng vẫn cúi đầu. Bà hai nhìn Lụa như phán xét từ trên xuống dưới, vuốt nhẹ mái tóc bay trong gió, đi lại gần phía cô. Lụa hả? Cũng xinh đẹp. Trách sao ông hai không chết mê, còn dám cãi lại cả lời của bà. Nhưng mà vào đây rồi thì đừng nghĩ đến có thể yên ổn. Bà hai nhếch miệng cười, nhìn Lụa như coi khinh, lấn lướt bước qua, còn dẫm lên cả đầu ngón chân của Lụa. Lụa cau mày nhưng vẫn cắn răng mỉm cười, cúi đầu chào. Bà hai đi thong thả. Bà không đáp lại, đến người hầu bên cạnh cũng nhìn Lụa khinh bỉ. Cô có thể cảm nhận được rõ, bước vào căn nhà này chắc chắn sau này cô sẽ không có được yên ổn như lời bà hai nói. Chị Lụa, mặc kệ bà ta, có ông hai bà ta không có dám làm khó chị đâu. Hạ nói thật lòng, nhưng lại sợ Lụa không có vui nên hơi ngập ngừng. Nhưng đúng là như vậy, Lụa cũng không thể phản đối, rồi Hạ lại thì thầm vào tai của Lụa. Em nghe mọi người nói, chỉ vợ cả mới được phép có con với ông hai, nhưng bà cả nhà mình lại không có thể sinh con được, nên mới thành ra như vậy đó. Trước đây cũng là vì bà ba lỡ có bầu, nên mới bị bà hai ghét cũng không biết chừng. Sao em biết nhiều chuyện vậy? Lụa thắc mắc, một cô gái nhỏ như Hạ, sao cái gì cũng hay cũng biết. Em ở đây cũng đã gần 10 năm, ít nhiều gì cũng phải biết chứ. Em đừng nên biết nhiều chuyện, không có tốt, hiểu không? Cô gõ nhẹ vào trán của Hạ. Hạ liền gật gật cái đầu nhỏ, mím chặt miệng mình lại. Cũng không bao lâu mà đã hơn 2 tháng kể từ hôm Lụa làm vợ ông hai. Sau ngày đầu tiên mệt mỏi, dần dần Lụa cũng quen, cũng không còn phản kháng. Mặc kệ cho lão già đê tiện muốn làm cái gì mình thì làm. Lụa cũng không đi ra ngoài nhiều, ngày chỉ quanh quẩn trong giường qua, hết tưới thì lại bắt sâu, không có tiếp xúc với người khác ngoài Hạ. Lụa nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm, nhưng ở đây không thể tùy ý. Lụa muốn đi mà cũng không thể. Chị Lụa, chị lại muốn về hả? Hạ đứng bên cạnh hỏi. Lụa mỉm cười gật đầu. Hay chị thử hỏi với ông hai Phú xem. Nói với ông ta làm cái gì? Ông ấy yêu quý chị như vậy, không biết chừng ấy sẽ cho chị về nhà. Ông ta yêu quý Lụa à? Có mà coi Lụa như công cụ thỏa mãn nhu cầu của mình thì đúng. Cô lắc đầu, nhưng lại chợt suy nghĩ lại. Bây giờ Lụa muốn về, đúng là ngoài ông hai thì không còn ai có thể cho Lụa đi. Về lầm lẽ, mặc kệ người khác nói thế nào, sau ngày đầu tiên gặp bà hai, Lụa cũng không có đi gặp nữa. Lụa muốn sống bình thường, khó gần một chút cũng không sao, miễn là bình yên. Đúng là nếu không có ông hai cho cô chỗ dựa, có lẽ bây giờ cô đang bị chèn ép dưới tay của bà hai. Đêm đến, ông hai lại say rượu, bước thất thiểu vào phòng Lụa. Hắn không thèm đóng cửa, một mạch lao tới giường của cô. Lụa làm ngơ, chờ lão xong xuôi cô mới cố gắng mở miệng gian xin. Ông hai, ông có thể cho em xin về nhà ba má mấy hôm được không?
Hắn ôm lụa vào người, cái bụng phệ ra của ông ma sát vào làn da mơn mởn của lụa. Sự kinh tởm này không biết từ bao giờ mà lụa đã quen. Về làm cái gì? Em nhớ ba má thôi. Ông hai cười lạnh lẽo, đôi mắt già đời nhìn vào mắt của lụa thăm dò. Một lúc lâu sau, ông đứng dậy mặc áo. Cho dù em có muốn trốn cũng không có thể thoát được đâu. Được rồi, một ngày thôi. Một ngày hả? Một ngày có thể hơn được không? Lụa cũng ngồi dậy, trên người không có một mảnh vải che thân, nhìn ông như gian sinh. Một ngày là một ngày, nếu không thì tôi sẽ ngủ với ai đây? Hai ngày có được không? Dù sao em cũng không có thể đi đâu được. Ông hai liếc lụa, bàn tay thô ráp bóp chặt vào cầm cô, kéo thật mạnh. Em biết ra điều kiện với tôi từ khi nào vậy? Định làm loạn à? Em... Nhìn lụa yếu ớt trong tay của mình, ông hai mới nới nhẹ tay hơn một chút, nhưng vẫn cáu kỉnh. Ông ta thở hồng hộc một mạch đi ra ngoài cửa. Đúng hai ngày, nếu không thì cứ liệu đó. Lụa mỉm cười, theo phản xạ quấy đầu xuống, nhưng rồi ngừng lại. Cô ấm ức đến muốn khóc, cố nén cảm xúc của mình, lau giọt nước mắt vốn đã rơi xuống má. Đến sự tự do của bản thân, cô cũng phải đi gian sinh kẻ khác sao? Trời mới sáng, lụa đã tỉnh dậy, thay bộ quần áo cho gọn gàng, đi ra ngoài tìm Hạ. Mỗi ngày Hạ dậy rất sớm, vậy mà hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Vốn muốn đưa Hạ cùng mình về quê cho khuây khỏa, nhưng đến khi mặt trời cũng đã lên cao mà vẫn không thấy Hạ. Lụa tìm chỗ nghỉ của Hạ cũng không thấy, tìm ngoài giường cũng không thấy, vậy nên đành phải một mình đi về. Xách theo túi đồ có ít quà, về đến đầu ngõ, lụa nhìn xung quanh. 2 tháng, thời gian cũng đâu có quá dài mà mọi thứ thay đổi quá nhiều. Đến người cũng không còn thấy nhộn nhịp như trước, khắp các nhà đều khóa cửa. Một vài nhà đi qua còn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê, không biết rốt cuộc có chuyện gì. Đứng trước cổng, lụa mừng thầm trong lòng, cả người phấn chấn lên, quên cả những thứ đã biết trước đó. Cô chạy vào nhà, thấy nhà cũng đang khóa cửa. Thầm nghĩ từ khi nào mà ông bà Tư lại chu đáo như vậy. Bà má, con gái về rồi nè. Lần gọi thứ nhất không có một ai trả lời. Lụa đặt túi đồ, bắt đầu gọi lớn hơn. Ba má! Ai gọi đó? Ở tường rào bên kia có người lên tiếng. Là nhà bà Năm. Lụa chạy ra hỏi. Bà Năm ơi, hôm nay bà không có đi bán hàng hả? Lụa đó hả con? Sao hôm nay mới về? Lụa cười, ngại ngùng gãi nhẹ mái tóc. Cô đâu có được đi ra khỏi nhà, nói gì đến về đây. Con hôm nay mới có dịp về. À mà bà ơi, bà biết ba má con đâu không? Bà Năm nhìn lụa ngạc nhiên. Không phải ông bà Tư đã chết rồi sao? Không lẽ lụa không biết? Con không biết tình gì à? Hay là ông hai đã lừa chúng ta? Sao lại lừa? Lụa khó hiểu. Cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng của mình. Thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làng mình một tháng nay có dịch, không biết từ đâu tới, chết hết rồi. Chết hết rồi? Không lẽ ba má lụa cũng chết hết rồi sao? Không, không thể nào. Nó chết là chết, đâu phải dễ dàng như vậy. Mọi người bây giờ có ai dám đi ra ngoài đâu, sợ lắm. Lát về con nhớ hơ qua lửa, không lại gặp điều không có may mắn. Ba má con đâu rồi gì? Thì cũng không có phải ai cũng thoát được. Bà Tư hay bán hàng bên ngoài nên mắc bệnh trước. Ông Tư vì chăm sóc cho bà nên bị lây theo. Chết cách đây chưa đầy 1 tháng. Những người già tuổi cao đều như vậy. Nhưng có gửi thư cho con mà. Lụa như sụp đổ. Cô ngã gục xuống đất. Bàn tay run run sờ lên bức tường vôi nhà của mình. Cô đâu có biết đến lá thư nào đâu. Đâu có ai nói gì với cô. Có thư trở về không hả, bà Năm? Có, trong thư nói con sẽ về sớm. Nhưng mà con bây giờ mới về, rốt cuộc chuyện này là sao? Bà Năm cũng hốt hoảng. Cả xóm ai cũng biết, mà dịch bệnh
Người chết đều bị đem ra thiêu chung ở ngoài kia. Bây giờ muốn tìm về thờ cũng không có được. Hơn 2 tháng mà cả làng gặp phải biến cố, tưởng chừng như trong nháy mắt thần chết liền bắt bao nhiêu người đi. Bây giờ người trong làng như mất đi một nửa, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc. Lụa hiểu rồi, rốt cuộc là ai đã không báo tin cho cô, rốt cuộc là ai. Cô căm giận, cô bực tức, tiếng khóc ngày một lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đến tin của cha má mà cô còn không biết, vậy cô có xứng đáng làm phận con không? Càng nghĩ, Lụa càng thấy đau xót, thương ba, thương má, nhưng bây giờ đã quá muộn màng. Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò chơi, thật ra không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Bà Năm muốn qua an ủi Lụa mà không dám, sợ nhiễm bệnh. Số phận mọi người bây giờ mỏng manh, biết sao mà ngừa cho được. Lụa à, bây giờ con khóc cũng không có thể làm gì được. Chỉ tiếc mọi thứ xảy ra mau quá, nhà bà đây. Bà Năm bỗng bật khóc. Thằng Tý nhà bà, nó cũng có thoát khỏi đâu. Thằng Tý, đến trẻ nhỏ như vậy cũng không thoát nổi. Dịch bệnh gì mà chỉ có làng Lụa bị, còn những làng khác cuộc sống vẫn nhộn nhịp mà. Bây giờ chỉ còn có mỗi mình bà, mọi người nói là bà may mắn. Những người thân cận không còn, may mắn này thì làm cái gì chứ? Lụa ngước nhìn bà Năm. Bà khóc, cô cũng không biết phải làm sao. Lụa đứng dậy lau nước mắt. Cô sẽ làm cho ra lẽ cái chuyện này. Có thư gửi gì mà cô không biết không hay. Nếu biết sớm hơn, chưa chắc ba má của cô phải chịu khổ như vậy. Đến chết cũng phải thiêu chung. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, hương khói cho ông bà Tư xong, Lụa mới đi về nhà chồng. Nếu như ông Hai là người giấu nhẹm thư từ, chắc chắn ông ta sẽ không có cho Lụa về nhà. Xem ra, người làm chuyện này không phải ông Hai Phú. Vậy, người làm là ai? Cô rốt cuộc đâu có đắc tội với ai mà họ phải đối với cô như vậy. Đến cửa phòng, Lụa lên tiếng gọi Hạ mà không thấy. Cô đi đến phòng Hạ, thì bỗng giật mình, cả người Lụa như quá đá. Người trước mắt Lụa là bé Hạ, nhưng không phải bé Hạ lanh lợi như hàng ngày. Lụa chạy tới, Hạ hoảng hốt kêu lên, tay chân không có ngừng dùng dãy vì sợ hãi. Khắp người Hạ toàn những vết thương bầm dập, máu từ da thịt chảy xuyên qua tấm áo vải đã cũ. Lụa dùng sức nắm lấy cổ tay Hạ. Hạ sợ hãi la toáng lên. Hạ, là chị Lụa đây nè. Không, đừng đụng vào Hạ. Hạ không biết gì hết. Đừng có bắt Hạ cởi đồ. Đừng bắt Hạ cởi đồ là sao? Lụa loáng thoáng suy nghĩ. Có điều không lành. Không lẽ chỉ có 2 ngày mà lại có người giở trò với Hạ? Con bé nhỏ như vậy mà. Không, Hạ, chị là Lụa. Nghe chị, nói cho chị biết chuyện gì. Hạ vẫn không nói gì. Tâm thần như đang hỗn loạn. Chị biết la lên và dùng dãy. Mắt Lụa đỏ que. Còn Hạ thì sợ hãi vô cùng, ngồi thu lại một góc. Đến quần áo dơ cũng mặc kệ. Trên người Hạ còn lưu lại bao nhiêu dấu vết như bị cắn, bị sờ mó. Bây giờ cứ động vào người Hạ, Hạ liền sợ hãi. Khó khăn lắm, Lụa mới dỗ dành được Hạ, ngủ cho một chút. Đưa Hạ trở về phòng, thay đồ cho Hạ. Ánh mắt Lụa liền trở nên lạnh lẽo. Những dấu vết kia không phải chỉ là một người làm. Chắc chắn có nhiều người đã cố tình làm vậy với Hạ. Lụa uất ức buồn bực, bàn tay không tự chủ mà đập xuống bàn. Trời ơi, tức giận cái gì vậy? Lại là giọng nói lanh lảnh coi khinh. Lụa ngước mắt lên nhìn, bắt gặp bà Hai đang đứng bên cửa. Giọng nói chế giễu, giọng cười khinh bỉ của bà tự dưng khiến Lụa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lụa đứng lên, ánh mắt nhìn bà Hai không hề nể nang. Bà Hai, sao bà tới đây? Bà Hai tắt nụ cười, liếc đôi mắt sắc sảo như chim, khóe miệng cong lên. Bà đến để coi cuộc sống yên ổn có mấy người như thế nào. Trùng hợp vậy sao? Phải chăng là bà cố ý gây khó dễ? Lụa bước đến gần bà Hai, không khí giữa hai người lại càng trở nên ngột ngạt. Bà Hai nhướng đôi lông mày lá liễu, đưa tay ấn mạnh vào má của Lụa. Ừ,
bà cố ý đó. Sao? Mày định làm phản à? Hay định mét ông hai? Cổ họng của lụa nghẹn lại, cái cục đắng trong họng cứ như chặn lại ở cổ, khiến cho lụa không thể nuốt trôi cho được. Đôi mắt lụa đỏ ngầu tức giận. Thấy cô như vậy, bà hai đắc ý lắm. Bàn tay đã có vài nếp nhăn sờ lên má của cô, mân mê rồi bóp chặt, kéo lụa lại gần miệng của mình, thì thầm vào tai của cô. Bà đã nói rồi, cuộc sống ở đây không có yên ổn đâu. Bây giờ thì hay rồi đó, cái gì cũng mất, cái gì cũng không còn. Nghĩ mình có sắc thì có thể yên thân sao? Chuyện nhà tôi cũng do tay bà làm, đúng không? Bà hai không nói gì, chỉ nhếch miệng cười. Hai bàn tay mân mê vào nhau. Lụa nhìn bà ta thách thức. Bà không sợ tôi nói chuyện này cho người khác à? Ai sẽ tin mày đây? Ông hai hả? Vậy để tao nói cho mày biết, tao đây làm việc không cần người khác quyết định, kể cả ông hai. Bà hai buông mạnh tay khỏi mặt lụa, te tét bước ra ngoài. Lụa như sụp đổ, nghĩ đến bà ba cũng đã từng bị chèn ép như vậy. Có lẽ bà ta nói đúng, không ai có thể làm gì được bà. Đến cả bà ba xinh đẹp, ông hai cũng bán luôn. Không lẽ cuộc đời lụa sau này cũng như vậy? Không được, lụa không thể để mình bị như vậy được. Còn mối thù của ba má, còn nỗi căm hận của Hạ. Lụa nói sẽ bảo vệ nó, vậy mà để nó ra cơ sự này. Lụa không thể để yên. Rồi còn sau này, biết bao nhiêu người sẽ về đây. Không lẽ đều phải chịu sự chèn ép của cái gia đình này. Cả người lụa run run, liếc nhìn sang Hạ đang ngủ mà giật mình. Bà má chờ con, nhất định con sẽ làm cho ra lẽ cái chuyện này. Còn Hạ, chị sẽ không để cho em chịu ấm ức như vậy đâu. Bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu ấm ức, đến cả cái nhìn cuối với ba má cũng không có. Cô sẽ sống thật tốt, cô sẽ khiến cho bọn họ phải trả một cái giá lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Đêm đầu tiên trở về, ông hai đã sang ngay phòng lụa để ngủ. Nghe mọi người nói, ông hai không được phép cưới thêm vợ nữa. Có lẽ do bà hai đã làm, lại nhớ đến Hạ từng nói, bà hai con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối với nhà ông hai, nhưng lại không có con. Có thể vì điều này mà bà ta sinh ra đố kỵ với người khác. Lụa bất giác nghĩ ra cái của mình phải làm tiếp theo. Cho dù có chịu thêm nhục nhã, lụa cũng nguyện ý, vì mối thù của ba má, của lụa và cả của Hạ. Tắm rửa xong, lụa mặc bộ quần áo màu hồng nhàn nhạt. Cô chủ động ngồi lên trên giường chờ đợi, như đang lén lút làm cái chuyện gì đen tối. Trong lòng cứ cảm thấy khó chịu và bất an. Thấy bóng dáng người vừa thấp vừa mập đi bên ngoài, lụa biết ông Hai Phú đang tới. Lụa đứng dậy đi ra mở cửa. Ông Hai, ông đến rồi hả? Ông Hai thấy lụa đứng sẵn ngoài cửa, ngạc nhiên rồi lại thích chí cười tít mắt. Ông không chần chừ mà đẩy lụa lên giường, thì thầm vào bên tai của cô. Sao hôm nay em lại ngoan ngoãn vậy? Không phải trước đây cũng như vậy sao? Lụa nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn lên trần nhà, không kiềm chế được mà tự chảy ra dòng nước mắt. Đây là lần thứ hai khi nằm trên giường, lụa tự mình khóc. Lần đầu tiên là đêm mà lụa bị gả đến cho ông hai, lần thứ hai chính là ngày hôm nay, cái ngày mà bước chân vào cái nhà này. Từ đó khiến gia đình cô không còn nữa. Nghĩ tới đó, lụa càng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, càng nhanh càng tốt. Đúng là ông trời đang giúp cho lụa. Không bao lâu sau, lụa đã cảm thấy cơ thể của mình không được bình thường. Trong người luôn cảm thấy nôn nao, nhiều khi mắc nghẹn trong cổ họng. Lụa biết chặng đường mình đi đã được phân nửa, vì vậy cố hết sức để bảo vệ mình. Kể từ hôm trở về, bà hai cũng luôn tìm cách gây khó dễ cho lụa. Nhưng lụa đã không còn là lụa trước đây, mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm. Một ngày, khi lụa đang lúi húi trong giường cùng với Hạ, bỗng nghe thấy tiếng của bà hai đang đi đến. Bà đứng đó, sai người cầm cái thau nước hất vào trong giường, nơi lụa và Hạ đang đứng. Nhìn thấy bà hai, Hạ có vẻ sợ hãi, đứng khúm núm phía đằng sau lụa không dám ra mặt. Phận làm lẽ, mà ra vẻ như mình là chính thức vậy đó. Cô người hầu lên tiếng châm chọc, bà hai có vẻ thích chí lắm, cũng không nhắc nhở người làm,
đứng cười hành động của lụa. Lụa bỏ tay khỏi người hạ, cầm cái xô mình đang bắt côn trùng ném thẳng vào đám người đó. À, thật xin lỗi, không may thôi mà, bà hai, bà không để ý chứ. Lụa chạy ra khỏi giường, chân vẫn còn vết bẩn, dẫm lên tà váy của bà hai, bàn tay dính đất chạm vào quần áo bà hai, giả bộ duỗi vết bẩn. Bàn tay dính đất, phủi phủi vào quần áo của bà hai. Bà hai, em xin lỗi, em vô ý quá. Bà hai tức giận, đẩy lụa ra, cùng lúc đó lại thấy ông hai từ đâu đi tới. Lụa giả bộ ngã nằm sóng sòi trên mặt đất. Bà hai, em thật sự không có cố ý mà. Mắt lụa ngước lên nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước, bà hai thấy bộ dạng đang diễn trò của cô thì cau mày, không hiểu rốt cuộc ai mới là người đang chơi khăm ai. Lụa cố ý bấu víu vào tà váy của bà hai. Bà hai, bà đừng có như vậy, em có thể chịu được, nhưng đứa trẻ thì không thể đâu. Nhắc đến đứa trẻ, bà hai quay phát người lại, bà ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt. Mày nói cái gì? Ông hai cùng lúc đó nghe thấy mọi chuyện, thấy lụa nói vậy trong lòng ông ta vui sướng lắm. Ông ta cũng tha thiết có một đứa con nối dõi. Nếu không phải là bà hai cái chèn ép, thì ông đã có một gia đình con cái sum vầy từ lâu. Lụa, em nói đứa con à. Dáng vẻ mập mạp lại thụt lùng của ông hai chạy tới. Lụa là miếu máu, nước mắt giả tạo rơi xuống. Em không có định nói, nhưng bà hai cứ làm vậy, em sợ. Bà hai, bà muốn làm gì hả? Ông hai đỡ lụa dậy, lên giọng quát tháo. Bà lần nào cũng cấm đoán tôi, vậy thì ai mới là người nói dõi cho tôi đây? Ông, loạn rồi, loạn hết rồi. Ông đừng có quên, có được cơ ngơi ngày hôm nay chính là nhờ có tôi. Nếu không, bây giờ có khi ông đang chết đói chết khát ở ngoài kia rồi. Không khí bắt đầu căng thẳng, lụa vội đứng dậy kéo tay ông hai. Ông hai, ông đừng có quát bà hai, em cũng là phụ nữ, em hiểu mà. Bà hai tức giận buông tay ra khỏi người hầu đang đỡ mình, đi lại gần lụa, dùng tay tát thẳng vào mặt cô. Lụa không né tránh, thậm chí còn làm quá đà, khóc lóc, tay ôm lấy gương mặt trắng ngần đã in hằn dấu vết. Bà hai, bà dừng lại ngay! Ông hai lại hét lên, bà hai nhìn ông rồi lại nhìn lụa. Mày mọc đâu ra cái thói đó hả? Mày muốn ăn giả bà đấy à? Mày nghĩ mày là ai? Lụa lắc đầu, nước mắt rơi lã tả, nhưng trong tâm can cô lại vô cùng thỏa mãn. Cô đứng khép nép đằng sau ông hai, khẽ cúi đầu không dám ngẩng mặt. Bà hai nhếch miệng, ánh mắt sắc sảo nhìn hai người trước mắt của mình, dùng tay chỉ thẳng vào lụa. Mày nhớ đó. Nói xong, bà ta đi mất, chỉ còn lại lụa và ông hai. Mắt ông ta đục ngầu vì giận dữ, quay sang nhìn lụa còn đang khóc. Ông đỡ lấy cô sờ vào bụng. Em nói có đứa trẻ là thiệt hả? Lụa gật đầu, nhưng rồi lại quay mặt đi tiếp tục khóc. Lụa, em sao vậy? Đừng khóc, ông đây thương. Ông hai, có khi nào bà hai sẽ giết em và đứa trẻ này như lúc đối với bà ba không? Nếu vậy thì em chết đó. Ông hai vỗ nhẹ vào lưng lụa, vội vàng an ủi. Trước đây đúng là bà ta có làm vậy với bà ba, còn cho người đến hiếp bà, dính một lần rồi, ông ta nhất định sẽ không có để có lần hai. Ông có số tài sản lớn như vậy, nếu để rơi vào tay bà hai hoàn toàn, ông không cam tâm. Cưới bà hai cũng chỉ là vì gia đình ép buộc. Vì vậy mà ông lúc nào cũng muốn tìm vợ mới, tìm một người xinh đẹp trẻ trung, ít nhất còn có thể giảm bớt cảm giác khó chịu khi lấy bà hai về. Số tài sản này nếu không có con nối dõi, không biết chừng bà hai cũng sẽ tìm mọi cách để thuộc về gia đình của bà. Và từ ngày hôm đó, ông hai đã cho người đến ở phòng lụa nhiều hơn, suy cho cùng cũng chỉ để bảo vệ giọt máu này. Không biết từ lúc nào, lụa đã bắt đầu thay đổi, không còn là lụa hiền lành trước đây, mà bây giờ lụa đã bắt đầu tính toán hơn thua, tìm mọi cách để chà đạp bà hai xuống. Đứng trước mắt bà hai, lụa không ngần ngại mà thể hiện luôn cái bộ mặt của mình. Nhưng khi có ông hai bên cạnh, lụa liền dở mặt trở thành người đáng thương hơn bao giờ hết.
Bà hai tức giận lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến lụa mà lại phát điên lên, hết đập đồ thì lại đánh người làm, mọi người ai cũng sợ. Con Như đâu? Dạ, bà hai con đây. Con Như là người làm bên cạnh bà hai chạy tới, không dám sơ hở một giây một phút nào. Khi lụa thay đổi, tính tình bà hai nóng nảy lên, khiến mọi người không dám đứng yên một chỗ. Tình hình bên đó ra sao? Thưa bà hai, con nghe nói tối hôm qua chị ta đau bụng, sáng sớm nay ông hai đã cho người tới khám, không biết tình hình ra sao rồi. Đau bụng à? Nó nghĩ nó có thể sinh được con là lên mặt với bà đây sao? Bà hai nhướng đôi lông mày, khóe miệng cong lên, hình ảnh bà trong gương nhìn mới thật sự đáng sợ. Bà cầm cái lược khẽ chải lên mái tóc của mình, sau đó dùng tay bẻ gãy cái lược, nụ cười không còn. Biết mình phải làm gì chưa? Con Như giật mình, cô bỗng lùi chân lại phía sau không dám mở miệng. Không dám à? Vậy thì ba má mày ở quê phải làm sao đây? Nhắc đến ba má, Như liền đỏ que mắt. Cô ta theo bà hai cách đây hơn chục năm, cũng nhờ có bà hai cho tiền mà căn bệnh của ba cô mới có thuốc duy trì được sống đến hiện tại. Nhưng bà hai có thể cho ba cô sống tiếp cũng có nghĩa là có thể lập tức kết thúc ngay. Con... Giọng của Như ngập ngừng, tay bấu chặt vào vạt áo đã sờn bạc. Có gì đâu mà phải sợ hãi như vậy. Con chỉ cần dùng cái này cho vào nước, vào thuốc hay là vào đâu đó, vậy là xong việc rồi, còn gì nữa? Con... Bà hai cười, cầm lấy tay của Như, đặt trong đó một lọ hồ lô nhỏ nhắn. Bà hứa với mày, chỉ cần xong việc, mày sẽ được về nhà, không cần phải ở đây nữa. Tiền nợ của má mày bà xí xóa hết, lời quá rồi còn gì nữa. Nhưng bà hai, đó là hai mạng người đó. Như lắc đầu, vội đặt cái chai thuốc xuống. Làm cái gì mà ghê vậy? Chỉ cần không còn đứa trẻ kia thôi, bây giờ mới chỉ là cục máu, sợ cái gì chứ? Còn con lụa, tao sợ gì nó? Cứ nghe theo lời của bà hứa sẽ không có để lộ chuyện này ra. Bà hai bắt đầu lên giọng, không còn nhẹ nhàng như trước, thẳng tay đưa lọ thuốc cho Như. Bà vỗ nhẹ vào vai của Như rồi bóp chặt, nhếch miệng cười. Ngoan vậy thì mới có thưởng chứ, đúng không? Như sợ hãi gật đầu, tay nắm chặt lấy hồ lô nước thuốc. Không biết là cái loại thuốc gì, nhưng cô biết chắc chắn không có an lành gì. Cô ở bên cạnh bà hai bao lâu nay còn lạ gì cái tính khí của bà nữa. Bà được gả sang đây là vì tiền, và cái bà muốn mang về cũng chính là tiền. Mà tiền nhà ông hai có bao nhiêu bà muốn có được bằng hết. Bà ta đã giao việc cho Như, có nghĩa là bà có thể làm mọi thứ. Nếu như không làm, không chừng sẽ không có qua khỏi mấy ngày nữa. Canh ba đêm đó, Như thập thò ngoài cửa bếp gian phòng của lụa, đứng ngó nghiêng một lúc không có người. Bấy giờ Như mới rón rén bước chân tới nồi thuốc. Cô mở nắp nồi, thấy thuốc vẫn còn chưa được nấu. Có lẽ nồi thuốc này sắc để sáng mai cho lụa. Cô vội lấy thuốc bỏ vào nồi, bàn tay của cô run run vì sợ. Nhưng cô vẫn cố nén cảm xúc của mình, đổ tất cả vào nồi rồi dùng muỗng khuấy đều. Nuốt một ngụm nước miếng vào cổ họng cho trôi đi cục đắng, Như chắp tay thì thầm trong miệng. Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ làm theo lời của bà hai thôi, có gì thì về kiếm bà ta trả thù đi, đừng có kiếm tôi. Nói xong, Như lau nước mắt trên má, rón rén bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng cửa kẽo kẹt như tiếng kêu than, Như sợ lắm, vội vàng chạy đi thẳng, không hề chú ý, rồi bị vấp ngã té ra sân. Giết người để đổi lấy mạng người, thật là đáng sợ. Nghĩ đến Như lại càng sợ sệt, chạy trong màn đêm tối không có thể tìm thấy lối đi, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng hành động đó của Như đã để lụa nhìn thấy. Cô thản nhiên đứng khoanh tay trước cửa bếp, ra hiệu cho Hạ báo cho ông hai chuyện này. Kể từ lúc cô muốn trả thù, lúc nào cô cũng đề phòng, đặc biệt là bà hai, ngay cái chuyện bản thân bị đau bụng cũng chính là cô cố tình làm ra. Muốn bắt được hổ thì phải sẵn sàng trở thành mồi của hổ.
đó chính là cái mà Lụa đang làm. Mối thù của ba má, mối thù của Hạ và những người trong làng của cô sắp tính hết được rồi. Nỗi ô nhục của bản thân, cô cũng sẽ thanh lý đâu ra đó. Bà Hai đâu? Bà Hai, đi ra đây mau! Nửa đêm mà ông Hai kéo cả đám người làm đứng trước cửa phòng bà Hai. Bà đang ngủ, mệt mỏi gọi người hầu, nhưng không thấy một ai. Khoác tạm cái áo, bà mở cửa ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm làm gì mà không cho người khác ngủ vậy à, ông Hai? Bà mở cửa la lên, nhưng lại sững người với đám đông trước mắt mình, còn có cả ông Hai con Lụa. Ông tìm tôi có chuyện gì? Ông Hai đặt trước cửa phòng bà Hai một nồi thuốc, chỉ tay vào cái nồi đó và nói, là bà làm ra đúng không? Bà Hai nhìn vào cái nồi, đôi mắt đỏ ngầu, thầm mắng con Như nó không làm xong việc. Ông nói cái gì vậy? Tôi không có làm. Bà Hai vẫn còn cứng miệng, khăng khăng từ chối, thản nhiên ngồi lên cái ghế bên ngoài, nhìn đám người mà mình vốn không cho vào mắt. Tôi biết ông đang vui mừng vì có con nối dõi, cũng ghét bỏ tôi vì chuyện đối với bà ba. Nhưng ông Hai nè, ở bên cạnh hồ ly thì nên cảnh giác, đừng nghĩ nó xinh đẹp thì ngoan hiền. Người càng xinh đẹp, càng im lặng, đó mới là người ông nên để ý tới đó. Vừa nói, bà Hai vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Lụa, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ, nhưng rồi cũng sẽ nảy sinh lòng riêng mà thay đổi. Bà nói cái gì tôi không có quan tâm, còn con Như đâu, nó là người bên cạnh bà, không phải bà sai nó thì tôi sai à? Bà Hai, em biết bà có ghét bỏ em, nhưng đứa trẻ này vốn dĩ vô tội mà, bà như vậy thì lỡ em uống thuốc kia vào thiệt, vậy thì không phải em sẽ mất đứa con này hay sao? Lụa lên tiếng rồi bật khóc, cả người run rẩy bấu vào người của ông Hai, nhưng ánh mắt đầy căm hận lại dán sát vào người bà Hai trước mắt. Thù mới, thù cũ cũng nên tính hết. Càng nói Lụa càng khóc lớn hơn, đến giọng nói cũng khàn. Các người nói là thôi làm, vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng à? Tìm con đó khắp nhà cho tao. Đám người làm lập tức chạy vào phòng của bà Hai, rồi tỏ ra khắp tất cả các gian nhà. Bà Hai trừng mắt, hốt hoảng không kịp ngăn cản. Không bao lâu, đám người làm trong nhà bị lôi ra hết, duy chỉ còn có con Như là không thấy. Ông làm cái trò gì vậy hả? Ông tìm ai? Đã tìm được chưa? Ông Hai liếc nhìn đám người trước mắt, rồi lại nhìn Lụa. Lụa lắc đầu không biết. Có phải bà đã đưa nó đi rồi, đúng không? Ông đúng là bị con hồ ly này nó che mờ mắt mà. Canh ba tôi còn đang ngủ, biết ai đưa ai đi đâu. Lụa nheo đôi mắt nhìn bà Hai. Cô không thể nào lầm cho được, vì chuyện này vốn dĩ là do cô sắp xếp. Không thấy người, không thể lật tẩy bà Hai, Lụa liền kéo vạt áo của ông Hai Phú. Thôi ông Hai ơi, dù sao em và con vẫn còn uống. Dù sao em và con vẫn chưa có uống thuốc này, mình bỏ qua chuyện này đi. Không được, không thể bỏ qua được. Thôi mà ông Hai. Lụa vừa nói vừa ho mấy tiếng. Ông Hai liền vỗ nhẹ vào tấm lưng của Lụa. Sợ nửa đêm gió lạnh vào người và đứa trẻ, ông liền nghe theo Lụa trở về. Trước khi đi, ông đi đến trước mắt của bà Hai, nói rõ từng câu từng chữ cảnh cáo. Tốt nhất bà hãy yên phận cho tôi. Nếu không, bà đừng mơ có được thứ gì. Nghe ông Hai nói, bà ta liếc nhìn căm giận. Chờ đám người kia đi hết, bà mới trầm tĩnh đi vào nhà, rồi không kềm chế được mà đập tan cái bình gốm sứ quý giá. Còn mẹ nó chứ, may là bà đề phòng trước, không để lại mối nguy hại này. Nếu không, không biết giờ này bà còn đứng đây được hay không. Con Lụa này cũng được lắm, vậy mà còn dám úp sọt bà nữa. Đúng là không dạy dỗ từ khi ngày đầu mới về, nên bây giờ nó muốn làm loạn đây mà. Mấy tháng sau khi chuyện đó xảy ra, lại có chuyện khác xảy đến với gia đình ông Hai. Hôm đó, ông Hai có việc cần lên tỉnh, chỉ còn Lụa cùng với Hạ ở nhà tự chăm sóc cho mình. Cũng chính nhân cơ hội này, bà Hai muốn xử đẹp Lụa. Thời tiết khô hanh, cây cối rạc hẳn đi, thiếu sức sống. Lụa và Hạ, sau khi từ nhà ba má Tư trở về, bỗng nhiên gặp một đám đàn ông từ đâu tới dây quanh.
Lụa và Hạ đứng bên dãy đường, vừa lo lắng lại vừa cảm thấy bất an. Hôm nay, Lụa không để người làm đi cùng, chỉ có mình cô và Hạ, không tránh khỏi cái chút sợ hãi. Đường về nhà cần đi qua một con đèo ngắn, nhưng vực bên dưới lại sâu, không có cẩn thận có thể sẽ bị ngã xuống đó. Lụa không có đề phòng. Không ngờ đến, bà Hai lại xuất hiện đúng nơi này. Bà ngồi trên một chiếc kiệu sang trọng, bốn bên là bốn người khiêng, nhẹ nhàng đặt bà xuống. Bà không bước đến chỗ của Lụa, chỉ ngồi trên kiệu từ xa lên giọng nói. Hôm nay, tao xem ai sẽ là người cho mày dựa dẫm. Cũng không ngờ đến, mày diễn kịch cũng hay lắm. Hy sinh cả sự trong trắng của mình. Cái sự trong trắng đó của mày với ba đồng bạc cũng tương đương nhau đó. Nhắc đến ba đồng bạc, đôi mắt của Lụa bỗng trở nên cay xè. Ba đồng bạc từ ngày đó, vì ba đồng bạc mà khiến gia đình Lụa chật vật. Dù không cam tâm, Lụa cũng phải trở thành vợ của ông Hai, trở thành kẻ làm ấm giường cho ông ta. Nói đến là nhớ ba má, Lụa càng cảm thấy ấm ức. Mặc cho Hạ can ngăn, Lụa đi thẳng về phía của bà Hai. Bà Hai, ngày đó là bà lấy thư của tôi, không cho tôi biết chuyện ở quê nhà. Rồi khi tôi đi, lại hãm hại con Hạ nó trở nên như vậy. Bà không sợ quả báo à? Bà Hai cười ha hả, tay chống lên thành ghế kiệu, lắc lắc cái đầu. Vậy mày có sợ không? Không thể ngờ rằng mày lại có ngày này, cũng trở nên độc ác toan tính đủ điều như bao nhiêu người mà mày ghét bỏ. Nhưng tôi không có giết người, tôi không làm hại người khác. Tính toán là tính toán, tâm địa xấu xa là xấu xa. Đừng có nghĩ mình chỉ là người sắp đặt thì không có tội. Còn như đó, vì mày tìm kiếm nó nên tao đã phải giết nó rồi đó. Không phải từ mày mà ra tất cả sao? Vì mày mà con Như nó mới chết đó. Lụa nghẹn lại ở cổ họng, không biết nên cãi lại cái điều gì. Từ ngày đầu bước vào, bà Hai đã cảnh cáo cuộc sống trong đây vốn dĩ không có yên ổn. Và bước chân vào đây, Lụa tiến không được, lùi cũng không xong. Bà đừng nói sằng bậy, chị Lụa không có phải là người như vậy. Hạ đứng bên cạnh hét lên, nhìn cái dáng vẻ ngây ngô của cô chạy lại. Lụa liền cảm thấy đau lòng, hãm hại tất cả những người xung quanh cô chỉ vì họ có mặt trong cuộc đời của cô. Chị Lụa, chị đừng nghe bà ta, chúng ta đâu có hại người, chỉ có những người như bà ta mới bị quả báo thôi. Bà Hai lập tức xuống kiệu, tức giận tát vào mặt của Hạ. Hạ không đứng vững, ngã dúi xuống đất. Lụa lại không thể đứng yên, dùng sức đẩy bà Hai ngã xuống. Bà đừng có nghĩ tôi không có nói gì nghĩa là tôi sợ bà đâu. Lụa lên giọng, chỉ thẳng tay vào mặt của bà Hai. Tôi nói cho bà biết, thứ nhất, người xúi dục con Như nó làm việc xấu là bà. Thứ hai, tất cả mọi chuyện tôi làm cũng vì bà không có đứng đắn làm chuyện xấu xa sau lưng tôi. Thứ ba, ngày hôm nay, thù mới thù cũ, chúng ta tính luôn một thể đi. Nghe Lụa nói xong, bà Hai nhếch miệng cười, đưa mắt ra hiệu cho đám người cạnh đó. Ngay lập tức, đám người kia chạy tới, trên tay họ còn có vũ khí sắc nhọn, cứ nhằm thẳng vào Lụa mà hướng tới. Lụa sợ hãi, lùi về phía sau, có người dùng dao đi tới. Nhưng lúc Lụa mất kiểm soát, không đứng vững, hắn giơ con dao sắc nhọn đâm vào người của Lụa. Chị Lụa! Hạ thét lên rồi chạy tới, dùng tay đẩy con dao đó, nhưng không đủ sức nên con dao lại đâm vào ngực trái của Hạ. Máu từ ngực Hạ chảy xuống thành dòng, ướt hết cả một mảng áo. Hạ, tỉnh lại đi em! Giọng của Lụa nghẹn ngào, cô ôm lấy Hạ khóc không thành tiếng. Chị đừng nghe bà Hai nói bậy, chị mới là người tốt. Nói xong, bàn tay của Hạ buông thõng ra hai bên. Tới lúc chết, đôi mắt xinh đẹp của Hạ vẫn mở mơ màng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lụa. Lụa khóc lớn, cô ôm lấy Hạ vào trong lòng mình, ra sức lay người cô, nhưng Hạ đã không còn cảm giác. Lụa ngước mắt lên nhìn đám người, rồi lại nhìn bà Hai. Chuyện này không phải chuyện của mấy người. Không phải mấy người luôn bị bà ta chèn ép hay sao? Vậy thì để tôi giúp các người giải quyết luôn một thể. Lụa ngay lập tức đứng dậy, mặc dù bụng khó đi, nhưng Lụa cứ thẳng chỗ bà Hai mà hướng tới. Đám người đứng bên cạnh bỗng run run, lúc bước lúc lùi, khiến cho bà Hai không khỏi tức giận. Ra tay, mau ra tay đi,
Tụi mày không nghe tao nói cái gì sao? Lụa rút con dao từng ngực của Hạ, trên vết dao vẫn còn máu đỏ tươi. Đi, đi hết đi! Lụa hét lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Bà Hai sợ hãi, thụt lùi về sau, Lụa nhếch mép cười. Đem tính mạng người khác ra làm trò đùa, như vậy rất vui còn cái gì nữa. Trước đây là bà làm hết, còn bây giờ để tôi. Bà Hai hét lên, quay người chạy đi. Lụa dùng sức ném thẳng con dao nhọn về phía bà. Con dao dừng lại ở bắp chân của bà Hai, máu chảy ra qua chiếc quần lụa đắt tiền. Bà Hai đau đớn, bà khuỵu người xuống đất. Mày dám giết bà không tha cho mày. Lụa cười, đôi lông mày nhướng lên khinh thường. Bà định không tha cho tôi như thế nào? Bà còn cơ hội không? Nói xong, Lụa lại tiếp tục đi về phía bà Hai. Bà sợ hãi lùi về phía sau. Được mấy bước, bỗng chênh vênh bên vực. Lúc này bà lại khóc lóc van xin. Lụa, đừng có giết bà. Bà hứa sẽ cho mày cuộc sống yên ổn mà. Đừng giết bà. Trễ rồi, tất cả đã trễ rồi. Lụa lắc đầu, không còn cơ hội nữa, không thể quay đầu được nữa. Ngay cả bước đi của Lụa, tất cả cũng không còn đường lui. Lụa đứng trước mắt của bà Hai, từ từ ngồi xuống. Cô dùng tay bấu vào cằm của bà như lần đầu tiên bà làm với cô. Đến cái nhìn cuối với ba má của tôi cũng không được làm. Một người bình thường như con Hạ mà bà cũng không tha. Còn tôi, chính bà là người ép tôi trở nên độc ác. Nói xong, Lụa dùng tay đẩy bà Hai xuống vực thẳm. Đến tiếng thét cũng không kịp kêu lên. Trong nháy mắt không còn nhìn thấy bà Hai trên mặt đất, chỉ còn lại mình Lụa và đám người đứng bên cạnh đó. Họ ngơ ngác nhìn, bất ngờ lại sợ hãi. Tất cả chạy đi toán loạn. Đây cũng chính là cơ hội cho họ giải thoát. Không còn bà Hai, cuộc đời của họ được giải phóng. Còn Lụa, cô đứng bần thần ở đó giữa vực thẳm. Ở phía dưới là kẻ thù của cô. Cô đã giết kẻ đã khiến cho cô không được nhìn ba má lần cuối. Giết kẻ đã khiến Hạ ra nông nổi này. Cũng chính là một hành động giết người. Lụa đã giết người. So với những kẻ độc ác khác, Lụa có khác gì đâu. Thù hận thật đáng sợ. Lụa thầm nghĩ. Nhưng chính thù hận, nó khiến Lụa phải trưởng thành hơn, chấp nhận sự thật trở thành người như vậy. Lụa đỡ Hạ ngồi bên cạnh gốc cây, sờ vào gương mặt đã lạnh đi của Hạ. Chị đã giúp em trả thù rồi, đừng suy nghĩ gì nữa, hãy yên nghỉ đi nghe, Hạ. Lụa đưa tay lên mắt Hạ, khẽ vuốt xuống. Nước mắt Lụa rơi lã chả, cô không kiềm chế được mà tiếp tục khóc, cổ họng như có cục đắng nghẹn. Lụa nhìn lên trời, khẽ mỉm cười. Ba má, con đã làm được rồi. Từ nay về sau sẽ không có ai có thể ngăn cản đến gia đình mình đoàn tụ nữa. Lụa mỉm cười rồi lắc đầu. Cô đứng lên, đi ra phía vực thẳm, đôi tay sờ vào bụng của mình. Mặc dù không có mong muốn, nhưng có con, má thật sự rất vui. Má xin lỗi, nếu có kiếp sau, má hy vọng con sẽ tiếp tục trở về làm con của má. Má xin lỗi, vạn lần xin lỗi con. Lụa khóc, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn xuống vực sâu rồi khẽ nhắm mắt. Chí ít hai mẹ con họ còn có thể chết cùng nhau. Vậy là gia đình họ có ba và má, có Lụa và con, còn có cả Hạ nữa. Họ sẽ được đoàn tụ. Lụa gieo mình xuống vực thẳm. Cô chỉ cảm nhận được luồng gió mạnh luồn qua cơ thể của mình như ngấm sâu, ngực như khó thở và đau nhói. Và rồi khi ông Hai chạy tới, trên mặt đất chỉ còn mình Hạ nằm bên gốc cây. Ông đau đớn gục ngã khi biết được đứa con thứ hai của mình đã không còn nữa. Và cả Lụa. Đám tang của Lụa và con ông Hai được tổ chức ngay ngày hôm đó, tại ngôi làng giàu có của ông Hai, nơi vì ba đồng bạc mà Lụa bị ép gả tới. Kể từ đó, cái làng chợ nổi cũng không còn biết tung tích của Lụa. Đến cái chết của Lụa cũng không một ai hay biết. Họ chỉ biết rằng trong làng họ vốn có một cô gái xinh đẹp, hiếu thuận, vậy mà lại trở thành vợ lẽ của ông Hai Phú làng bên, một con người vừa giàu vừa nghèo,
giàu về gia sản, nghèo về cái tâm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Ba đồng một mớ trầu cây, tác giả Trần Kiều. Đến đây Lam Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.